Những thông tin thời tiết sẽ tiếp nối chương trình. Chào ngày mới chị Phương Ly, diễn biến thời tiết ngày hôm nay sẽ ra sao vậy chị? Xin chào ngày mới trường quay VTV Cần Thơ cùng với quý vị khán giả. Dự báo thì hôm nay mưa sẽ xảy ra sau 3 giờ chiều. Trước đó thì trời nắng và khá nóng. Ở miền Tây Nam Bộ, trong đó có thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, lên đến miền Đông như là tại Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, cảm giác hơi nóng, nhiệt độ khá cao với mức nhiệt là 33 đến 34 độ. Cùng với đó thì chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV vào giữa trưa nay ở mức cao. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau thì đều ở mức rất cao là mức 8 đến mức 9, mức gây hại cho da và mắt. Vì vậy quý vị nếu có ra ngoài thì lưu ý đội mũ rộng vành, đeo kính chống tia UV và bôi kem chống nắng đầy đủ. Sau 3 giờ chiều thì nhiều tỉnh thành sẽ chuyển mưa dông, sẽ có các điểm mưa to với lượng lên tới là 50mm dồn dập trong thời gian ngắn và dễ gây ngập úng. Cùng với đó là lốc, sét và gió giật mạnh cũng dễ đi kèm trong cơn dông. Còn tại thành phố biển Phú Quốc, dự báo sáng đến đầu giờ chiều cũng sẽ có nắng ráo, nhiệt độ không quá 31 độ, chỉ số tia UV cao ở mức 9. Sau đó thì trời sẽ chuyển mưa rào, kèm theo đó là dông lốc và sấm sét đi kèm trong cơn mưa. Chuyển sang thời tiết trên biển. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang dự báo có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật. Còn vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau ít mưa, trời nắng, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km.